Xin chào tất cả các bạn đến với kênh của Bê Quy Thành. Và trong video ngày hôm nay mình cũng sẽ trở thành vua cá mập. Em ai là con cá mập to nhất, lớn nhất và mạnh nhất ở biển? Các bạn nhớ ấn nút like video, đăng ký kênh để xem quảng cáo nha. Chắc chắn anh sẽ trở thành con cá mập to nhất, ăn tất cả những con cá mập bé xíu khác. Tèn tè tèn. Ô, em nhìn dưới kia không? Đó là rất nhiều cá mập. Và nhiệm vụ của mình là sẽ trở thành những con cá mập dưới đấy. Và mình sẽ làm sao để mình to lớn nhất. Mình sẽ trở thành vua cá mập bên dưới đó quá. Em sẽ trở thành cá mập, còn Baby Thành chỉ trở thành cá đồng đông thôi. Tuổi gì? Ui, ở đây con cá. Phần thưởng giờ chơi. Mình phải chơi 20 giờ bằng một ngày thì mới nhận được con cá mắt đỏ cực kỳ ngầu này các bạn ạ. Thôi ok, đi trở thành cá mập thôi. Đây, chúng ta sẽ đi vào cánh cổng biến đổi này. Wow, Bên Quy Thành đây rồi, level 1. Con này ăn được không? Không ăn được, mình phải khi nào level của mình cao cao hơn thôi. Ôi, bạn kia cá đẹp thế, bạn nó cá 7 màu luôn. Đây này, bạn nhìn chỉ số level này, mình level 4 ở trên đầu này. Mình chỉ ăn những con level 2, những con level thấp hơn thôi. Giống kiểu cá lớn ăn cá bé đó. Trời ơi, em đi lạc vào toàn chỗ level 6 mấy rồi Bê Quy Thành ạ. Thế thì cẩn thận, em bị ăn thịt đấy. Mấy cái bạn kia, các bạn ấy sẽ ăn thịt được mình. Nếu mà mình gặp những cái bạn mà to hơn. Đây rồi, có bạn level 2. Level 2 đi đâu? Đi đâu? Bê Quy Thành vừa ăn thịt một bạn các bạn ơi. Rất hề. Đấy, nhiệm vụ là làm sao càng to càng tốt đâu ạ. Có một bạn level 5k. What? Ôi dồi, thế đừng động bạn đấy. Ui. Đúng rồi. Té đi các bạn ạ. Mình sợ quá các bạn ơi, level 5k lận. Ôi trời ơi, bạn kia level 700, mình chưa ăn thịt được bạn đấy đâu. Em level 57 rồi, Bê Quy Thành level mấy? Anh 62 rồi ông ơi, anh vẫn đang đi chăm chỉ. Bây giờ cá nhảy lên bờ, cá có ngỏm củ tỏi không nhỉ? Cái gì vậy bạn ơi? Ôi nhưng mà đi như này mình phải ăn được mấy cái kiểu tia chớp ấy thì mình mới đi nhanh, còn như này đi chậm quá. Ôi dồi ôi bạn kia. Ôi khu kia khu gì kia? Skin miễn phí. Ôi khu VIP kìa. Các bạn biết thế nào rồi? Bên Quy Thành tí kiểu gì sợ trở thành VIP. Hỏng rồi, có một con đuổi em. Cái gì đây bạn? 885 đang đuổi 200. Ôi ôi bạn ơi. Bạn ơi, ôi các bạn ơi, nhìn này, nó đuổi mình sắp sắt nút rồi, nó muốn ăn bằng được mình ư. Ôi không, ông ơi. Ôi đi sang ăn Bê Quy Thành đi. Ông bị đuổi đừng đuổi tôi nữa. Bây giờ mình ăn được một cái tia chớp phát là mình thoát nạn luôn. Ui, nó còn đuổi được không các bạn ơi? Nó bỏ cuộc rồi, các bạn. Nó bơi vào bờ rồi. Bỏ cuộc rồi. Trời ơi, sợ thật. Bê Quy Thành không có ai ăn, không ai thèm ăn con cá Bê Quy Thành. Ôi cẩn thận đây đây có. Có bạn kia level 32 đấy 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 đấy. Ăn thịt bạn level 32 luôn. Anh lừa giả vờ không có thực lực, xong anh ra chặt đầu đập một cái là ăn thịt bạn ấy luôn. Nhầm. Cá mập Bê Quy Thành cực kỳ ngầu luôn. Thế bây giờ mà anh ra kia anh thử vào cái khu VIP kia xem như nào nha các bạn. Khu VIP là khu nhiều cá để ăn hả? Ô từ, bạn kia level bao nhiêu? Ui level cao lắm, 500 bao nhiêu ấy. Ui ôi toàn level cao các bạn ạ. Bây giờ anh Bê Quy Thành mà vào kia, anh Bê Quy Thành trở thành VIP thì không ai có thể bắt nạt được anh đâu. Quá chuẩn luôn. Ô bạn kia lùi đâu à? Lùi. Hình như có chức năng lặn à các bạn ơi. Không, nhưng ban đầu anh sẽ chơi kiểu công bằng nha các bạn. Anh sẽ từ từ đi farm. Đấy, chúng ta sẽ làm sao lên được level cao nhất để có thể ăn được những con ui, cá khác. Ui bạn kia còn là con cá kiểu đội vương miện kìa. Kinh chưa? Con này chắc là top 1 server rồi các bạn ơi. Con nào top 1 server tí anh Bê Quy Thành thì trở thành cá VIP thì sau đấy. Đây rồi, khu này nhiều này. Mình farm ở khu này được các bạn ơi. Mình nên đi xa xa con cá top 1 server ra các bạn ạ. Mình ăn được cái khiên này hình như là nó sẽ bảo vệ mình. Ôi ui thế á? Bạn kia kiểu như là tàng hình đúng không? Đừng ăn tôi. Bơi nhanh lên. Bơi trời ơi các bạn ơi, con cá kia kia nó đuổi anh. Ôi không, đừng ăn tôi. Cái gì đây, ăn làm sao được cái con cá level 11 kia nữa. Thì anh sẽ gọi là chạy. Ok. Mình thoát rồi các bạn ơi. Cái con này láo à, cứ đuổi theo anh gạt anh các bạn. Cá số 5 này. Ui, mình vừa bị con cá top 1 server nó ăn rồi các bạn ơi. Bị ăn thịt rồi, ôi cơ ơi. Ông đã trở thành con cá. Con cá đấy các bạn biết cấp
bao nhiêu không? Cấp 12.100. Chết rồi các bạn ơi. Thế thì ốc không xong rồi. Ốc bây giờ đã trở thành phân cá rồi. Bây giờ mình đang có 101 đầu lâu và bây giờ mình sẽ tiến hành mở trứng, mong là những quả trứng sẽ giúp mình được gọi là mạnh nhất cái server này. Cái con này được các bạn ơi, nó lại chuẩn bị truy đuổi anh à, nó dám top 1 server à. Bây giờ anh sẽ ra trở thành cá VIP, anh sẽ trả thù cho ốc các bạn. Mình sẽ mua 20 school. School là đầu lâu ấy các bạn ạ. Mình sẽ mua hẳn 3 cái luôn, mở trứng. Ôi không không, phải mở từng cái một thôi các bạn ạ. Nếu không là mình sẽ không biết là cái gì. Ôi không skip được à, trời ơi. Wow, mình là cá mập mặc áo hoodie. Là cá mập Ripper. Còn bây giờ mình sẽ mở tiếp một cá mập nữa. Đó chính là cá mập gì? Cá mập gì là cá mập gì? Đó chính là cá mập da đỏ, cá mập thổ dân. Đấy. Ôi bây dạ? Giờ mình mở tiếp một cái trứng nữa. Các bạn ơi, không biết là cá mập gì mới là cá mập VIP nhất ở đây. Mình mở bằng được thì thôi. Lại là cá mập thổ dân nữa. Ông ơi, con cá này nó cũng đuổi ai? À, con đấy có một server đấy. Nó ăn bê quy thành thì thôi. Không được rồi em bạn ơi. Được rồi, anh cũng sẽ vào đây. Sẽ đi mua con cá khác. Đấy, cày thật đấy. Tí mình sẽ xuống trả thù nó. Đây, bây giờ cái này 138 mua được một con gì đấy ốc ạ. Đây có một vòng quay, anh sẽ quay luôn nha các bạn. Đấy, tí kiểu gì anh xuống trả thù các bạn. Quay, xem được con gì. Được cá mà xanh không. Tỷ lệ ui giời ơi. Thế để em quay xem nào. Em mà được con cá đấy như kiểu là, đấy giống như là cá voi ấy nhỉ. Ừ, cá thì cực kinh luôn các bạn ạ. Mình được thêm gì đây? Mình được thêm 2 vòng quay nữa vào hàng ngày. Chả để làm gì các bạn. Đây đâu. Anh sẽ mua thử quả trứng trị giá siêu VIP này, 138 Robux, xem được cái con gì nha các bạn. Đây rồi. Dám đấu với cái thành, tí với cái thành xuống phục thù ngay. Wow, quả trứng xanh. Ra cái gì? Con cá sấu dữ trời. Cá vàng. Úi giời ơi, vừa mới vào lại bị ăn luôn, bực thế nhở. Nhưng con này cũng không xấu lắm, là 19% chúng thôi các bạn ạ. Bây giờ anh sẽ vào giao diện, anh sẽ trang bị. Rồi, anh đã trở thành cá huyền thoại ốc ơi. Bây giờ anh sẽ xuống phục thù cho em. Được rồi. Bây giờ em còn đang ngáo ngáo này này. Em còn đang là cá mập mặc áo hoodie đây này. Ôi, tốc độ con này đi nhanh lắm ốc ạ. Đi nhanh thì sẽ farm được nhiều hơn và nguy hiểm hơn. Anh sẽ mua x2 kích thước có 39 notebook cả ốc ơi. Đấy, ok chưa? Được rồi đấy, tí đâu con to to cái đâu. Tí anh ốc nhìn thấy nó, ốc bảo anh sẽ trả thù cho em. Nó đâu rồi? Con đấy nó lại ăn em rồi, bực thế nhở? Nó to đùng kia gì? Được rồi. Không phải nó to đùng đâu, có một bạn là bạn nữ ấy, bạn ấy là con cá xịn lắm. Không được rồi, em phải mua cái gì đó để em tăng. Em mua x2 ấy, em ăn một lần em được 2 lần luôn, nhân 2 luôn. Đây rồi. X2 ở đâu? Cá VIP vào khu này đây này, x2 kích thước ở đây cơ. Đâu? Ok, x2 kích thước. Không phải đâu, hình như là mình mỗi lần mình mua nó chỉ được x2 số lần của mình lên sao ấy nhỉ? Đúng rồi các bạn ạ. Thôi đừng mua ốc ạ. X2 số lần là sao? Ơi, đừng đuổi tôi nữa, tôi... Cái con đồng đong này, đồng đong này. Ui, đuổi làm sao được tôi bạn ơi, tôi đứng VIP pro nào. Ông ơi, bị ăn rồi à. Càng ngày càng có nhiều con, nó ghê gớm lắm. Ôi, không được rồi các bạn, bây giờ mình sẽ vào xuống khu VIP nha các bạn ơi. Và bây giờ bơi ra khu VIP luôn. Mình đang có một cái khiên bảo vệ các bạn ạ. Đúng rồi, mình mua khiên thì mình sẽ không bị ăn thịt đâu các bạn. Đúng, hợp lý. Nhưng mà trong thời gian nào đấy thôi. Cày thế nhờ các bạn, bây giờ là phải làm sao đây? Mình level 1 chắc nó không ăn mình ăn đâu. Ăn luôn một con. Nó đang có cúp trên đầu đúng không? Được rồi. Nó có cúp trên đầu mà, nó là top 1 server đấy. Top 1 server các bạn ạ. Anh sẽ vào khu VIP này. Nó đuổi anh ơi. Được rồi, dám đuổi anh cái gì. Mua 118 Robux bạn sẽ trở thành cá VIP. Kìa, lại bị ăn rồi. Vào đây được không? Có vào đây được không? 18, 16, ok. Được cá VIP và mình sẽ được thưởng con cá VIP này các bạn ạ. Con này bao nhiêu? X7, X20, cùi ốc ạ. Cùi à? Được có X7 thôi, em mua con đấy đi ốc. Mua con gì? Con VIP ấy, vào khu VIP ấy, mua vừa được một con cá mà vừa được một cái ấy luôn. VIP ở đâu? VIP teleport đấy gì? Đây này. Không. Đây đúng không? Đây đúng rồi. 118 Robux mình cũng sẽ mua các bạn ạ. Mình sẽ mua con này, mình cay lắm rồi. Mấy bạn kia đấy. Cứ ăn mình thôi.
Rồi ok, anh chưa ăn ở trong khu này, tí anh ra anh to anh gọi là phá hủy tất cả mọi thứ các bạn ơi. Tí đi, đợi tí đi, cá vàng, cá mập vàng Minh Quy Thành sẽ trở thành bá chủ. Ôi nhưng mà có ăn thua đâu, không ăn thua bằng của em nhân 10 nè. Con của em nhân bao nhiêu? Con này của em nhân 7 thôi, đây số 7 đây, nhân 7 school, em nhân 10 school này. Con cá của nó lên bờ rồi kìa, ông kìa, nó mắc cạn rồi. Đợi tí, nó khu mười VIP mấy đâu nghìn. Khu VIP đâu nhỉ? À đây, mình đang ở trong khu VIP rồi. Ơ nhưng mà có mỗi một mình cái này thì ăn thì khu VIP. Đấy, anh ở đây nữa với em đây. Ừ nhưng mà em phải ăn to hơn thì em mới đi vào khu VIP em ăn đúng được. Đúng rồi, em phải ăn to to một tí. Ủa, thế này bao giờ mới to được ta? Có cách nào để to nhanh hơn không các bạn nhỉ? Anh mà có cách kiểu to hơn là anh sẽ mua thử. Đây có may mắn hơn này, tự động mở trứng này, tăng hộp sọ này. Không cần phải tự động mở trứng đâu. Ôi nãy mình đã to như thế rồi mà mình còn bị ăn các bạn ạ. Đây rồi các bạn ơi, mình sẽ ở đây mình farm các bạn ạ. Chăm chỉ farm nhẹ nhàng ở trong khu này, không con nào vào được cả. Tí mình sẽ ra phục thù bọn kia. Tí mình to nhất rồi mình sợ đúng gì? Đúng rồi, mình sẽ ra trả thù con cá to nhất ở đây các bạn ơi. Đúng, hợp lý. Đây rồi, chỉ một xíu nữa thôi. Các bạn hãy đợi đấy. Mình sắp to rồi. Mình ăn cái khiên này. Vừa ăn khiên mà mình lại còn vừa ăn kiểu ăn cái tốc độ nữa. Đúng rồi, có khiên thì bá chủ luôn. Đây là mình cứ ăn ở trong này thôi, tí là mình to, mình ra mình trả thù. Rồi, con cá kia chuẩn bị out game ra đi. Ôi, rồi bạn kia bị ăn. Ôi không. Nó ăn được bạn kia, nó lại to lắm các bạn ạ. Toàn sống. Ui nó lại ăn con kia túi. Gà thế nhỉ. Rồi bây giờ quay vòng quay xem được cái gì các bạn ơi. Chưa được quay. 2x kích thước. Đây đây có con này. Ê ừ. Em hơn 200 rồi, em ăn được con nào như này chưa? Em ăn được rồi, ăn được nhiều. Kìa ăn okay. Con cá xanh nhớ, đừng đi vào chỗ anh hoặc anh ăn thịt em đấy. Anh đừng có đi vào chỗ em. Bây giờ thì không có con nào bé bé đi qua đây săn nhỉ. Em đầu đấy, đầu này, hai đứa farm. Úi dồi ôi, cẩn thận. Dạ anh ăn con to to kia nào. Ui dồi ôi. Cái gì con cá mặc áo ốc nè. Em là con cá mặc áo hoodie mà. Đừng lao vào đầu anh là em bị nuốt chửng đấy. Vâng. Cái con cá ốc bé tí. Con kia bao nhiêu rồi? Nó 17.000 rồi các bạn ạ. Anh bao nhiêu? Ui anh 3.500. Anh chưa ăn thua đâu. Chưa ăn thua, chưa đấu lại nó các bạn ơi. Ấy. Không sao ok. 17.000 kìa. Cao nhất là đang 17.000. Mình đang giữ vị trí số 2 các bạn ạ. Ô, ốc đâu à? Ốc ra ngoài rồi. Ốc ra ngoài rồi. Cẩn thận bị con kia nó ăn, chạy đi. Để tí, đi vào đây đi. Chạy được, chạy thẳng vào. Ok. Ốc thoát rồi các bạn ơi, đợi tí. Mình chạy ra ngoài mình hơn 700 rồi các bạn ơi. Ok. Không có, em cứ đi ra đầu kia kìa. Không, từ là em 900 rồi, 1.001 rồi. Okay. Em 1.001 rồi. Cẩn thận, không phải anh nuốt chửng em đấy. Hai đứa mình farm ở trong này thôi, hiểu không? Rồi, bây giờ đi ra ngoài này tí. Đi ra ngoài đi, hôm nãy em vừa ra ngoài ăn được con hơn 200 liền ấy. Ôi giời, con 200 bé tí. Hơn 200 bé nhưng mà còn hơn. Từ ra anh. Con 1.000 này ăn được không? Con 1.000 này ăn đi bé Quy Thành ơi. Đây. Con 1.000 nè. Để anh con to đấy, ôi giời ơi. Nó biến mất rồi. Đây anh ăn rồi, 5.000 này. Mình farm đấy, tí mình ra mình ăn top 1 luôn. Nó 18.000 rồi các bạn ạ, nhưng không sao, mình tăng với tốc độ cực kỳ nhanh. Bây giờ sẽ tăng 2x kích thước các bạn ạ, với 39 Robux. Đúng rồi, nên tăng như thế. Ok bạn ơi, mình sẽ có 10.000. 10.000 là 39 phát nữa là đến 20.000 rồi bá chủ luôn. Nào, bây giờ mình... Có nghe chưa? Nghe chưa? Ai bây giờ bá chủ, ai đi... À, bê Quy Thành ơi, đi mời ăn cái con đấy cho em đi. Rồi chạy, nó chạy rồi. Rồi chạy. Ai mới là bá chủ. Chạy đi, tôi sẽ đi bạn. Mày xong đời. Ngầm ngầm. Đuổi nó dí ác vào. Ăn đi, ăn đi. Ăn đi. Đây. Ăn đi. Ăn đi ui. Rồi chạy đi đâu. Này 159 này. Chạy đi đâu. Chạy đi đâu. Bê Quy Thành giỏi quá đi. Ông ơi anh phục thù cho em rồi. Hay quá.
Nào đùa với người, có các bạn xem quảng cáo trong video cho à? Các bạn nhớ xem quảng cáo video cho anh nhá. Lần sau anh cứ phải bán chủ, anh phải mua đồ phát vào anh trả thù cho ốc cùng mọi người đấy. Ốc ơi em ăn ở đấy đi, 4.000 rồi. Ốc cũng là người thứ hai, em cố gắng ăn một tí cho em ra, em là vị trí thứ hai, anh là vị trí thứ nhất. Đấy, thế là chúng không ta chia nhau vị trí top 1 và top 2. Rồi, đối thủ đâu? Có những đối thủ nào rồi, bỏ chạy hết rồi à? Đây, đối thủ đong đong đằng trước mặt kìa. Ôi đối thủ nhìn nhí này. Đối thủ này không bỏ, xỉa dạng. Nào vào đây, đúng rồi, ra cầu khiến đấy. Ôi, chạy đâu, cầu khiến đấy. Ê, hai đứa mình dí bạn kia đấy. Ok, 3.000 kìa, bắt được 3.000. 3.000 đâu, 3.000 đấy đấy. Đây, đấy. 3.000 Ôi, cẩn thận, anh cắn cả em đấy. Ờ, anh đừng cắn em nhá. Ok, đây, anh sẽ chặn đầu nó. Này, thì 4.6 này. Ờ, đây rồi, quay đâu. Ê, bốc, cắn nó, ông ơi, cắn nó. Cắn nó đấy. Được đấy, anh em mình phối hợp vào đây. Đúng rồi. Cần hết cả cái bản đồ này. Còn hai chồng khoa đất này, còn bạn level 59 đâu rồi. Đấy, anh đi dai dọa nó cái, nó chạy ra chỗ em này, em ăn thịt. Đây, 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 59, chặn đầu à. Rồi, đi đâu à, con sâu. Lên bờ à, lên cá bờ. Cá lên bờ chứ to ấy. Rồi, ốc ăn nó đây, ốc ăn đây. Không ăn được à? Không, nó đang, tốc độ, nó đang có tốc độ. Đuổi nó đi, em phải ăn được con đấy, hiểu không? Nó đang có tốc độ, nó không khó anh đuổi. Ê, bê cái Thành ăn đi. Thôi, bạn chạy làm gì? Chạy làm gì? Cua đúng không? Ôi, chết, mình to quá, các bạn, mình không vào được gì à? Ôi giời ơi. Chạy đâu? Chạy đi hoặc ghê thế. Ừ, nó đang có tốc độ, con cái nó bơi nhanh hay sao ấy. Nhưng bây giờ mình to quá nên là mình cũng bơi chậm chậm các bạn ạ. Đúng, Ok. Ốc à, ốc to to, tưởng đứa nào to to. Ôi bây giờ mình mới để ý hai cái vây cá của mình nó cầm hai cái như kiểu cái liềm ấy các bạn. Ui sợ quá, Đây mình sẽ đổi cho sợi kim này các bạn nha. Cái này tăng cái gì? Dí ác, dí, dí. Đây, bây giờ mình sẽ đổi sang cả... trang bị là không chuyển sang skin đấy luôn. Ê nó bơi nhanh nha các à? Bạn ơi, mấy con này bơi nhanh thật. Ờ nó không chuyển sang skin đấy luôn đâu các ạ. Ui giời anh to quá, giờ không ai dám làm gì anh ạ. Ai là dám cướp đồ ăn của đại vương hả? Chán sống hả? To thật. Nào, thấy vương miện trên đầu chưa? Anh chỉ cần bỏ ra 60 Robux anh bá chủ dám cắn anh à. Anh trả thù ngay. Ok, chặn đầu con này đi ông ơi. Đang ăn ở đây để lấy cái tốc độ. À, chạy đi đâu ông ơi, chặn đâu đó ông ơi. Chặn đâu đó, Này. Mình với ông quay là nó không chạy được các bạn ạ. Trời mấy người ơi. Đấy chắc cay lắm. Nào solo. Uầy 40.000 rồi bây giờ. Nói thẳng ra là không có ai là đối thủ của anh rồi các bạn. Đây, chúng ta sẽ làm vài vòng tìm xem bắt con đối thủ nào to to, con nào. Nhưng mà mình bơi chậm quá. Mình to mà, mình to đồng nghĩa việc mình sẽ phải bơi chậm thôi. Mình vào khu VIP anh đá vài con cá kia con to hơn bọn này các bạn. À bắt con này đi. Hello bạn, đi vào đấy thì bạn chạy đi đâu? Đây này, ngoài này có hai con này. Dài, ăn đầu lâu luôn. Em được bao nhiêu đầu lâu đấy ốc? 300. 300 đầu lâu. Đây này. Úi dồi, to quá các bạn. Mình bá chủ. Vương miện trên đầu nãy giờ luôn. Không ra ngoài này nè, có hai con cá mập này. Đâu, có con 2.000 kìa. Đi bắt con 2.000 đi, 3.000 đi. Đây, 3.000 ở chỗ em này. Em đuổi nó. Đáng dí này. Trời ơi, mình to như vậy trời. Ý, các bạn ơi, thế này mà không đi được, cay thế nhờ. Đây rồi, anh đi theo rồi. Không anh có tăng tốc đây. Độ à, trời ơi. Trời ơi, con 3.000 nó ngay trước mồm mình rồi. Đây, quay nó lại bắt đó, 3.000 à. Bắt nữa 3.000. Đây này. Đâu, quay nó lại đi, đây này, nó ở ngay trước đầu em này. Đâu rồi. Bắt nó. Hello. Đây này, nó lại quay lại đây này. Không chào đại ca. Không chào đại ca, đại ca ăn thịt luôn. Này, con cá mập này.
Ok, đây anh sẽ đi bắt nó cùng em. Truy sát. Cặp đôi Bê Quy Thành và ốc trở thành bá chủ của cái hồ này rồi. Cá vàng Bê Quy Thành. Kìa, đôi cái đuôi nó cứ vẫy vẫy trước mồm mình các bạn ạ. Đấy, em quay nó ở đây. Chúng ta sẽ quay nó. Ốc vẫn đang... Con cá ốc mặc áo ơi. Áo hoodie mà. Hoodie luôn mà. Rồi, nó sắp ra được cụt rồi ốc ạ. Không, nó sắp cua đấy. Nó cua em phải chạy. Đây, đúng rồi, nó sẽ cua đúng không? Anh sẽ bơi chặn đầu nó. À. Ôi, con cá mặt trắng ốc kinh quá các bạn ạ. Rồi, sao? Mày đi đâu? Mày đi đâu? Người tàn hát thường sống thành thơi các bạn ạ. Bê Quy Thành lên. Đúng rồi, ăn đi. Yeah, xài quá. Ăn lo vào. Bê Quy Thành ăn thì đến. Ôi giời ơi. Anh 46 rồi. Càng cái kích thước anh càng lớn đâu qua. Anh to quá, anh sắp gọi là to bằng cái hồ này luôn rồi. Đâu, đứa 1K rồi. Đứa cao nhất có 1K các bạn ạ. Thôi đi bắt nốt đứa 1K. Chắc mình dừng video chứ mình bá chủ quá rồi. 1K như 1K không phải ở đây, 1K bên kia. Kìa, một ca bên kia kìa. Đây. Một ca bên này, một ca bên này. Đâu, bắt một ca, à kìa rồi. Đây, chỗ em này. Cứ coi là lớn là tụi mình nuôi lớn để thịt các bạn ạ. Được của nó đấy. Mình không ăn được thì ốc ăn. Rồi, ốc bao nhiêu rồi? Ốc 9K rồi ấy, ghê phết đấy. Đừng có đùa. Bắt nó, 1K cũng không tha. Đấy, bơi qua khu VIP, cá vàng, cực VIP. Rồi các bạn đây. Ăn luôn 1K. Yeah. Rồi các bạn ơi, vậy trong video ngày hôm nay Bê Quy Thành với ốc đã trở thành bá chủ vua cá mập ở cái khu hồ này rồi. Và yes. Ốc ở đây để anh ăn thịt. Không, em chạy đây. Rồi, và các bạn đừng quên bấm nút like video, bấm đăng ký kênh để ủng hộ Bê Quy Thành với ốc nha. Và các bạn thích con cá mập của Bê Quy Thành màu vàng hay là con cá mặt trắng xấu quá của ốc thì bình luận ở dưới. Còn bây giờ bye bye.